thầy nhé. Rồi, hai tay chống hông gặp cổ, động tác thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, chúng ta xoay cổ tay của chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta đổi chân. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, chúng ta xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ tư, chúng ta xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ năm, chúng ta xoay cử tay. Hai tay chúng ta ngang vai, chúng ta nắm tay lại, chúng ta co, sau đó chúng ta gập xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tay chúng ta chống hông, chúng ta xoay hông. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta thu chân lại, chúng ta tay chúng ta đặt gối, chúng ta xoay gối các em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác cuối cùng chúng ta gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thứ nhất phương thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ hai lên tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ tư, động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ năm, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 6, động tác thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác thứ 8, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Xong các bài tập thể dục, chúng ta sẽ thực hiện động tác thả lỏng. Sau đây thầy sẽ làm mẫu cho các em xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.